Mừng toàn thể quý khách quay trở lại với đồ gỗ nội thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ Âu Á tay voi đặc. Và bộ này phải nói là một trong những bộ VIP nhất trên thị trường hiện nay. Hàng tay 12, chân 12 và cực kỳ là dày VIP. Chất liệu gỗ hương đá 100% và hàng xỉ từ dưới gầm lên trên mặt. Bên em làm theo đơn đặt hàng của anh chị Tuấn Hằng ở Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội. Kính mời anh chị cùng tất cả mọi người trên mọi miền Tổ quốc cùng em đi vào chi tiết của bộ sản phẩm. Đầu tiên phải nói về cái độ dày dặn thì tất cả cái phần khuôn tranh là bên em làm khuôn 4, ván 2 và yếm toàn bộ là dày 4 phân. Tất cả phần tay voi các bác có thể nhìn thấy tất cả cái tay voi này là tay voi đặc liền khối và bản tay là tay 12. Tay 12 và cực kỳ là đẹp, sắc nét đến từng chi tiết và tất cả các cái chi tiết của con voi đều được bên em đục tỉa. Phía dưới cổ là bên em đục chạy rích rắc như thế này. Bản là bản chân 12. Chân 12, 12 x 12 và chân này phải nói là chân cực kỳ là to khỏe, tạo ra cái vẻ đẹp vô cùng là khỏe khoắn cho cái dáng Âu Á tay voi đặc này. Bình thường trên thị trường có hàng tay 12 nhưng mà chân 10 thì sẽ ít tiền hơn so với hàng tay 12, chân 12. Và để so sánh những cái phân khúc giá tiền mà cùng một mẫu giá mà giá tiền có sự chênh lệch thì các bác cũng hay thắc mắc tại vì sao nhiều cơ sở bán rẻ hơn hay là vì sao cùng một cái mẫu mã mà giá thành có sự chênh lệch, thì các bác sẽ đi vào từng chi tiết. Thứ nhất là độ dày này, thứ hai là kích thước, thứ ba là cái độ đẹp của gỗ và thứ tư là độ đẹp của cái nước sơn hoàn thiện. Nó sẽ nói lên cái giá trị của một sản phẩm. Ví dụ như là gỗ để chọn được cái yếm với cả phần chân mà đều như này bắt buộc là phải xẻ khối lượng gỗ lớn và rất là kỳ công, mất công so gỗ rồi mất công lọc lựa thì mới tạo ra được một cái bộ sản phẩm nó đều màu tăm tắp như thế này, đều cực kỳ là đều màu từ chân đến ván đến yếm đến khuôn tranh đến xương và đến tận cái phần cao nhất trên đỉnh trương là đều màu tăm tắp. Gỗ hơn nữa, gỗ ở phía dưới mặt hay dưới gầm, trên mặt hay dưới gầm đều là gỗ đẹp, gỗ xỉ. Nó sẽ khác so với những cái hàng gỗ tận dụng các bác ạ. Tận dụng thì nó sẽ tiết kiệm được gỗ hơn, giá thành chi phí mọi thứ nó đều rẻ hơn. Thế 1-2 triệu nó đi vào cái chi phí đấy nó chưa là gì hết. Nó thế nên những ai mà làm mộc thì sẽ hiểu là để làm ra một bộ sản phẩm đẹp từ dưới lên trên chất lượng thì nó sẽ tốn công, tốn gỗ ra sao và giá thành vì sao nó có sự chênh lệch và giá trị hơn rất là nhiều. Các bác có thể nhìn thấy gỗ rất là đồng đều màu, rất là đều màu. Và anh Tuấn, chị Hằng đã qua tận xưởng bên em kiểm tra và xác nhận từ dưới lên trên đẹp ra sao thì anh chị mới ký nhận mộc. Tất cả cái phần tay voi này là tay voi đặc liền khối và liền sắt và cột. Hơn nữa cái phần cột này là bản cột 12 vuốt móng liền. Vuốt móng liền có nghĩa là cái phần móng này là bên em làm liền khối. Đối với những cái hàng mà chấp ghép thì sẽ có một đường chấp ở đây luôn. Thì khối gỗ xẻ ra sẽ không phải là xẻ quá dày. Như bên em là bên em xẻ cái này tận 12 phân hơn này. Thì cái phần đằng sau là sẽ phải bỏ đi, không tận dụng được gỗ rất là to và tốn gỗ. Cái phần trương là bên em làm trương dày 8 phân. Trương dày 8 phân và liền cả một khối, liền khối như thế này. Tay voi bản tay 12 và cũng liền khối luôn. Phần vách ghế thì bên em đục bức tranh là tứ quý, tùng cúc trúc mai và từng chi tiết đục tỉa đều được nội thất Hữu Huân hoàn thiện, nhẵn đến từng chân nét đục từ dưới lên trên. Rất là sắc nét đến từng chi tiết một. Và không phải xưởng nào cũng đầu tư làm kỹ làm đẹp như thế. Các bác có thể so sánh nếu mà mọi người quay kỹ như em đang quay hoặc là quay gần như em đang quay thì sẽ thấy ngay là cái sản phẩm nó có sắc nét hay không. Sản phẩm nó có sắc nét hay không thì sẽ biết. Còn cái phần dày dặn nữa đó là cái phần ván ấy này, là bên em làm ván dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Cái cột này là bên em làm cột dày 7 phân. Cột dày 7 phân. Đấy. Cột vuốt móng dày 7 phân. Trương dày 8 phân. Đây là chiếc ghế đơn còn lại. Tất cả các chi tiết đều được đục tỉa rất là kỹ. Rất là sắc nét. Các bác có thể soi đến từng chi tiết của sản phẩm thì sẽ thấy sản phẩm nó đẹp ra sao. Từ cái phần trương hay là phần đôi tì hưu này cũng vậy, rất là sắc nét. Trương voi liền à, bình thường nếu mà hàng chợ thì sẽ có đường chấp ở đây, giá thành sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và khuôn ván yếm sẽ mỏng hơn và gỗ nó sẽ bám rác hoặc là dập thối thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều các bác ạ. Còn đối với những cái hàng xỉ, hàng đẹp, hàng VIP như thế này thì mọi chi tiết đều rất là đẹp, cực kỳ là dày dặn chắc chắn. Khuôn 4, ván 2 và toàn bộ phần yếm này. Phần yếm này là bên em xẻ dày 4 phân. Dày 4 phân. Và đều màu tăm tắp. Cổ chỉ thì bên em triện rích rác chạy từ diện. Và nước sơn hoàn thiện là bên em sơn cái nước sơn cao cấp nhất hiện nay bây giờ là O7. O7 thì là sẽ hạn chế xước và làm 6 lượt sơn. 6 lượt sơn đảm bảo là lì
lì phẳng sờ mát thát luôn, nhẵn thín. Nhìn nước sơn nó căng bóng, nó chất lượng như thế này, mặc dù là sơn bóng mờ nhưng cực kỳ là căng sơn, và những cái đường vân thờ gỗ hiện lên cực kỳ là nét, rất là nét, rất là sang trọng, vô cùng là giá trị. Bỏ cái đồng tiền vào những cái sản phẩm chất lượng thì mọi người sẽ cảm thấy là tiền mình bỏ ra xứng đáng. Mình đặt tin tưởng vào những cơ sở làm ăn uy tín thì cái niềm tin của mình sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Tiếp theo đến là cái bàn lớn. Bàn này thì có kích thước là 7.81 x 1.57. Bàn cực kỳ là lớn. Em đang đo trên cái mặt kính, mặt khuôn tranh. Và bàn này thì đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió, có hai cái ngăn kéo, hai ngăn kéo tất cả. Và đây là đôn đầu bàn, vẫn là khuôn 4 ván 2 yếm 4. Và đục bức tranh là cửu ngư quần hội. Bức tranh kiểu ngư quần hội, 9 chú cá chép đang quây quần. Từ cái vảy cá hiện lên vô cùng là sống động, 9 chú cá quẫy nước. Một bức tranh rất là hoan hỷ, hạnh phúc. Bức tranh thuận buồm xuôi gió thì mang đến một cái ý nghĩa, đó là mong cho mọi công việc đều được hanh thông thuận lợi, may mắn. Tiếp theo cũng là cái món cuối cùng, đó là cái đoạn. Đoạn này thì có kích thước là dài 2m55, 2m55, cao là 1m22, sâu là 77. Hai cái đôn ngồi, hai cái ghế đơn thì có kích thước là 97, sâu 77 và cao là 1m22. Và tất cả đều là khuôn 4 ván 2 yếm 4, T 12 liền khối, cột 12 dày 7 phân, vuốt móng liền, trương liền khối dày 8 phân. Và chân là chân 12 x 12. Tóm lại là mọi chi tiết đều rất là dày dặn chắc chắn. Và cái phần ván thì các bác có thể quan sát, ván liền một lá và vân veo uốn lượn, cuồn cuộn, đẹp mắt ra sao. Đây ạ, rất là đẹp, vô cùng là đẹp mắt, là ấn tượng. Tất cả phần tay voi đặc liền khối gỗ sỉ lục lạc, đều màu tăm tắp. Mặc dù là phun trần nhưng mà màu vẫn đều tăm tắp luôn. Đấy, giá trị đến từng chi tiết. Đục tỉa nhẵn thín, gọn gàng, sạch sẽ đến từng các chi tiết dù là nhỏ nhất. Và đục tỉa lại thì mới có những cái đường nét đẹp như thế này. Còn nếu mà tiết kiệm cái công đục tỉa thì sản phẩm nó không bao giờ có độ sắc nét. Thế nên mọi người mua cái sản phẩm trên thị trường ấy, nhiều khi không để ý là cũng sẽ mua phải những cái sản phẩm làm kém chất lượng. Thì cái giá thành tuy rằng là sẽ thấp hơn một vài triệu để nghe lọt tai, hoặc là mình cảm thấy là mình mua được giá rẻ, nhưng mà thực tế chưa chắc đã phải hàng giá rẻ, mua được hàng giá rẻ mà chất lượng tốt đâu ạ. Thành ra là cũng mua hàng cũng cần sự tìm hiểu, và mọi người cũng bỏ công sức ra một chút để mình có thể so sánh và có cái nhìn khách quan chính xác nhất để mua được những sản phẩm chất lượng nhất. Cái đôn ngồi kích thước là vuông 45. Tất cả các kích thước bên em đều làm rất là to, dài, rộng. Và các bác để ý tất cả bọ góc này, 50 mấy cái bọ góc này. Tổng cộng mỗi cái món này sẽ có 8 cái bọ góc, 6 món, 6 x 8, 48 cái bọ góc. 48 bọ góc là bên em đục tỉa rất là kỹ từng cái bọ góc ở đôn đến ở ghế đến bàn, đồng đều và cực kỳ là đẹp. Cái sản phẩm này thì các bác có thể quan sát, nó sẽ có một cái vẻ đẹp vô cùng là khỏe khoắn, phù hợp với những cái căn nhà theo hướng hiện đại hoặc là theo hướng sang trọng, đồ gỗ một chút thì sẽ cực kỳ là đẹp. Quý vị và các bạn nào ai đang quan tâm đến cái mẫu Âu Á tay voi đặc này thì có thể liên hệ tới số của bên em là Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân qua số hotline là 0988 685 625. Có điều kiện có thể qua xưởng bên em trực tiếp kiểm tra từ cái phần thô, phần mộc. Bên em có địa chỉ xưởng tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Em cũng cảm ơn anh chị Tuấn Hằng rất là nhiều đã đặt niềm tin vào xưởng, dành sự yêu thương đến xưởng Nội Thất Hữu Huân. Và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng xưởng. Nếu mà mọi người có thấy video này hữu ích thì có thể đăng ký hoặc là chia sẻ để mọi người cùng có thể biết đến những cái sản phẩm chất lượng và biết đến thương hiệu Nội Thất Hữu Huân. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại.